Việc áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững cũng như thực hành ESG, môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường, đối tác và nhà đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư xanh, nâng cao hình ảnh và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Khởi động từ tháng 1 năm nay, sáng kiến ESG Việt Nam đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp với hàng loạt các sáng kiến hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đoạt giải đã nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng từ Cục Phát triển Doanh nghiệp và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để thí điểm triển khai hoặc nhân rộng các sáng kiến ESG tại doanh nghiệp. Để có được thành tích ngày hôm nay thì chúng tôi đã tích cực nỗ lực phấn đấu trong 10 năm này. Từ khi chưa có khái niệm ESG cho đến giờ, với cái khu công nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi xây dựng được một cái hệ sinh thái cộng sinh, các doanh nghiệp sống cộng sinh với nhau, đem lại cái giá trị gia tăng cho nhau. Mới đây gần đây nhất thôi thì Walmart họ đã có cái warning là các doanh nghiệp ở trong chuỗi cung ứng phải có báo cáo ESG. Thì những cái chương trình như sáng kiến ESG Việt Nam này là một cái bước đệm, bước chuẩn bị rất tốt cho doanh nghiệp trong cái sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù vậy, với cộng đồng doanh nghiệp ESG hiện vẫn còn là khái niệm khá mới, gỡ nút thắt về thông tin chính là bước mở cho doanh nghiệp tiến đến hành trình phát triển bền vững của mình. Muốn gửi gắm tới cộng đồng doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn, hiểu biết nhiều hơn về cái công cụ ESG này để có thể là cùng ứng dụng, cùng thực hành trong thời gian tới để tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều có được những các cái thành tựu trong cái đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tăng cường thông tin cũng như hiểu biết về thực hành ESG, đồng thời nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp có thể áp dụng ESG một cách hiệu quả. Và chúng tôi hỗ trợ cho Việt Nam với cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Năm 2024, các công cụ hỗ trợ thực hành ESG trong doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng là bộ công cụ đánh giá kinh doanh bền vững theo khung ESG, sổ tay giới thiệu quy định pháp lý về ESG năm 2024, báo cáo đánh giá mức độ thực hành ESG trong doanh nghiệp năm 2024. Với những công cụ thực hành này sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn thông tin tiếp cận với ESG trong quá trình phát triển của mình.